sợ cha nó giành trước nó. Mới đầu em tưởng đâu là chở ít đồ đi xe điện. Nó gán đi quay video này kia đặng. Đi sao sửa xíu mà. Cho cha về là ăn đó. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của The nha. Cái hả vậy? Xì hả? Đi sao xì tiền xưa đó. Sáng đi khám bệnh cho em về, giờ sửa xe, rửa xe rồi. Cha nó lấy thuốc cho em uống mà nó lại nó dành gì đó. Mỗi lần mà em uống thuốc gì là nó dành. Đút tới miệng nó mới chịu. Nó sợ cha nó dành trước nó. Bộ chi thượng này bị khởi là. Ừ. Quậy cái đó đi. Cái bịch nó quậy bằng bột. Quậy trong cái ly. Để đem ra cho mẹ, đem nước ra cho mẹ uống con gái. Đàng hoàng chừng đổ nghe con. Cảm ơn con nha. Mẹ khỏi cầm, con cầm cho mẹ hả? Cái gì? Đổ lên, nó hỏa rồi. Cái gì, cái gì? Ừ. Dùng sữa đó. Khổ là cho bà to đi cũng quý. Nó dành với cha nó, nó dành với cha nó đổ nước rồi quậy được lên vậy đó. Dùng sữa đó chờ ba. Dành nhau nó được rồi. Đưa cho nó đi. Đưa cho nó đi. Dành nhau nữa. Rồi chưa đây mẹ uống. Quay ra ngoài chừng đổ đó. Cảm ơn nha. Bưng nước lại cho mẹ, đắng quá à. Cầm đi, cầm đi, mẹ chôn cho. Mẹ chôn là mẹ cửa. Mẹ uống xong rồi, nè. Mẹ nằm xuống ngủ đi, hồi đi học. Cảm ơn con nghe. Má ơi, giờ này nó nóng kinh khủng quá cô chú. Giờ này cha bé heo đi lấy đồ, mang cái sữa cho bà nội. Sửa xe. Chưa chưa cài cài cho nhỉ nào mà. Chưa mà. Để đồ máy sửa, máy móc sửa xe rồi đó, mà cái này em dẹp gọn lại, cái chồng em kiếm không gặp, cái chồng em mua cái mới. Sao mới sửa hồ mai chứ kìa. Đây kìa, chưa. Bữa nào kêu lại bán mấy cái giấy này mới được. Mới đầu em tưởng đâu là chở ít đồ đi xe điện. Ai ngờ đâu chở cái máy bơm bánh xe này nè. Chắc một hồi phải lái xe đi nữa rồi. Giờ này bên đây nóng dữ lắm, nóng luôn. Ba mươi mấy độ. Mấy ngày nay hầm hầm hoài muốn mưa nè. Nắng gắt lên rồi cái bắt đầu mưa xuống. Mà chiều cái chuyển mưa cái đầu ui 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 thôi, không có gớt hộp. Thành ra nó rất là nóng. Chở nó đi được rồi, chở vậy đó. Còn cái kia này sao? Sáng chọn mới rửa xe nè. Anh xách cái này xuống tới đây, hai cái tay em nó muốn giãn ra luôn. Quên xách thùng nước, ôm cái áo trong nội nữa. Áo hầm bữa giặt. Cha bé xuống sửa nè. Đây là chiếu tại mình mai là xe cũ bán rồi.
con xe mới mua nhưng mà anh chi chiêu là ông bà ngủ rồi, đóng cửa nó bắt máy lạnh này. Nè, cái nổ qua xì can chiên này nè. Thì bên chỗ giáo sư nó xì can chiên này. Cái này là cái ông nội kia bằng thiển qua nè. Nó như là dưa dưa leo vậy đó cô chú, màu trắng. Ăn ông nội bà nội thích ăn lắm. Ăn dưa leo đó, mẹ em thì không có thích. Ông nội trồng dòng mà hai ông bà ăn. Ở đó trồng dưa hấu thì sen sen vô. Giờ không trồng dưa hấu, nó trồng dòng nhỏ ăn gì đó. Bữa nay khoai lang ra đọt dữ rồi. Đọt màu tím là nhiều hơn đọt màu trắng. Đọt màu tím này, màu tím này nó dài hơn. Nhà cúp điện ở đây, em cúp điện nữa. Bây giờ bơm bánh xe không có được, không có điện. Giờ đi về rồi, nào có điện thì xuống. Bữa nay bắt đầu vô vụ rồi, ở đâu cũng cắt lúa mạch hết trơn rồi. Cô chú ơi, thu hoạch rồi. Của ông nội thì ông nội nói vài ngày nữa mới thu hoạch. Hai vợ chồng em đi xuống sửa xe với bơm xe cho ông nội, tay xách nách mang vậy đó. Chồng em thì chở cái máy bơm đằng trước, em thì cầm cái ổ điện bên hông, cầm mà vuột lên vuột xuống nó nặng á. Rồi cái xuống tới ai ngờ đâu cúp điện rồi, đâu có làm được đâu. Giờ hai vợ chồng em đi về. Rồi khi nào chiều mà có điện thì em kêu chồng em xuống làm cho ông nội. Bữa nay thì sáng đi khám bệnh em xong rồi, về cái em đã đỡ đau rồi đó. Rồi thấy chồng em đi rồi xách không hết, rồi em đi theo em xách phụ, coi ông nội có mà cắt lúa mạch không, đặng em quay lại cho cô chú anh chị xem. Mà ai ngờ xuống thì ông nội chưa có cắt, người ta cắt không à. Em lúc đau lúc không, lúc nó quặn lên đi không nổi luôn. Ngày hôm qua nó quặn lên bắt đầu em quỵ xuống luôn á. Đưa bé heo đi học không được, nó khóc, nó sợ đưa nó không được. Nó nói mẹ ơi, mẹ đưa con không nổi thì mẹ cho mở cửa đi con đi ơn. Mà sao mở cửa cho nó đi ơn được. Em điện cho ông bà nội điện cháy máy luôn, điện quá trời, vừa đau chịu không nổi mà điện không ai nghe hết trơn á. Dữ lắm luôn. Rồi cái em mới điện kêu cha bé heo về đó. Rồi cha bé heo mới về chở em đi khám nè. Rồi buổi chiều cái em đỡ. Rồi em mới kêu đi xuống phụ ông nội đi. Sẵn rồi em coi ông nội có mà cắt lúa mạch không. Mà ai ngờ xuống thì chưa có làm. Vài ngày nữa ông nội mới làm. Bây giờ thì ông nội đang chuẩn bị đi qua chỗ cái miếng đất mới hôm bữa mà em đi quay đó cô chú. Ông nội mướn rồi. Người ta cắt lúa mì xong rồi, lúa mạch xong rồi. Bây giờ chuẩn bị là ông nội là qua đó đặng trồng bắp á. Ở bên đây là trồng lúa mạch xong là trồng bắp lại liền luôn á. Vừa cắt lúa mạch là qua ngày hôm sau là trồng bắp liền lập tức luôn á. Đau có một bên hông rất là khó chịu luôn, chị không nổi em khóc luôn á. Rồi nãy em đòi đi cha bé heo không có cho. Em nói gán đi quay video này kia đặng lo cho con em chúng ta sau này. Dạ. Dạ. Chị ta là. Chính thiên đi sâu mê được là. Chính thiên sâu là. Ừ, bởi chị ta. Dạ. Ok này chị ta. Ừ. Giờ tới mùa lúa ở đâu đâu cũng phơi lúa hết trơn, bít đường đi luôn cô chú. Hồi nãy cái chị ngang cửa nhà đó, chị nói bữa nay chị mất phơi lúa rồi, kêu em rước cháo chị về giùm luôn. Rồi em nói để em rước giùm cho. Em sợ chạy lên lúa lắm, trơn sợ té. Nhà em phơi trong nhà không mà có cái sân bự đó. Này người ta phơi ngoài đường không. Giờ vô vụ rồi, nãy giờ xe chạy qua chạy lại dèo luôn chở lúa cô chú. Ngày mai ông nội cũng cắt lúa rồi. Quá trời nắng mấy ngày nay, nắng kinh khủng, nắng thở không nổi luôn. Nắng ở dưới đất nó hực lên thở không nổi. Ở trên nắng xuống đỏ ở dưới hực lên rồi, nó khó chịu, ba cái xi măng này nó hực lên. Hai dậu nó cho Gia Khang ơi. Cho ông nội coi nó nhảy nó hát. Mấy dậu chào ai à? Thì hát đi. Giờ con hát đi, bà đó không có rồi con hát đi. Hết rồi, con hát đi, con hát chợ ăn cho ăn đi. Chồng em mua giày ăn đi làm, giày này ăn đôi có mấy ngàn hả ghẻ. Nghe nè. Em đi khám bệnh rồi, chút chị em điện cho.
vậy thôi đi. Mẹ bao biết không? Đôi 8 tệ, hai đôi 15 tệ không chịu, cha béo ngán không mua. Bữa nay hai chồng đi khám bệnh về, đi ngang đây em bớt đau rồi, thấy người ta bán giày á, cha với heo xuống mua đặng đi làm. À cái tối giờ à? Mà chị Năm em gọi em lo cho em mà sáng giờ thấy em đau quá. Thì sao thôi thì khoái đầu khoái lo bố vô chưa? Bố vô chưa cần. Đây sao? Mẹ chị là thân ai rồi, đây là vô khoái đó. Giày của người có bà nội mang nữa nè cô chú. Mát, mùa hè là gì đây là mát nè. Con này là đàn ông mang đi làm. Này là rẻ nhất trong các loại giày. Giày đi làm viền chuyên dụng. Cô chú anh chị mà xem phim xem phim Trung Quốc là cũng thấy người ta mang toàn này không? Này là sai. Xem mà mày siêu lén hay siêu phù. Chồng em bây giờ nhỏ mang cái số 39 em mang số 40 chọn mang số 39 lý sao siêu ủ mà lý sao siêu ủ siêu mà hai đôi 15 tệ không chịu bán, nhất quyết là 3 tệ. Chờ em lấy hai đôi. Vô là mà, vả là mà. Mua ba đôi luôn, cho ông nội. Cho ông nội đôi.对。这个。后面那个十五二斤。嗯，十五二斤那个多少钱？ 13。这个吃不下去料了，你给我吃。这香蕉，你现在别人火的。那个一样吗？就那几个。你们你们夏天你们还要要多少？嗯。 这山竹怎么卖的？哎哥，这山竹。山竹一样价。一样。不是山竹十五。一样。十五十五十五，山竹十五。还有个一样那几个。对了，那边那多。等了我给俺摸，妈，张。芒果15块一斤，这呢11块一斤，这呢没有2块一斤，这呢那么。 mua ít về cho bé heo ăn cơm. Bây giờ chị gọi nước cơm. Chị gọi sắm mài là cơ. Cái này 100g 16 tệ. Ủa nửa ký. Mua cho măng dạ. Vì sao mẹ tiện nó gà kè bò bò. Bây giờ chưa. Mẹ phủ thầu kè măng dạ. Số thiên nó sẽ xin đó. 21+15=36。八九那个一点那个二十一的，那么小那个，没得一斤吗？还行吗？这个好吃。
xem. Đây là thế. Đây là y khứa tôi chứ. Học bất chỉ là 25 tệ. Xu lỡ này nào bây giờ. Cái thanh mai này của chú rất là ngon, nho nữa nè. Tôi sẽ. Ông bà cô chú bố là chai về rồi mẹ nấu cho cha nè. Nó giấu nè. Cái này do hóng nè. Này là ông mở cho mình đó. Mẹ mua gì cho. Mẹ mua gì là về nhà làm gì cho ăn chai gì cho cha về là ăn đó. Nó mà cái chú mẹ có giỏi không? À lấy cho cha đi. Sao vậy? Chung đi. Bố chưa lưu lẽ hôm nay gặp bố chưa lưu lẽ hôm nay giờ lưu lẽ bố chưa lưu lẽ tại chơi mà nè chỉ cần khoan lưu lẽ mà dấu cái cơ ly này kìa sò xong xí cơ ly di dân là xong mới đó chồng mày không ăn được cái sầu riêng sao hồi sáng nhớ có mà sao đưa cho ông nội hết bây giờ trời ơi đưa cho ông nội hết còn sầu riêng không cái dưa hấu bà nội cho nè còn em xào cái ngồng tỏi với ớt với trứng ôi nè cơm gì đó cô chú ơi em không có ăn vô em không có ăn sáng giờ em uống nước rồi ăn lặt vặt này kia không có đói gì chứ em mua hai cái giò gà lạnh về ăn vậy đó bịa mẹ chứ gà xỉn bơ xỉn tha xua hỏi chiều là buổi chứ tàu nạ thiên đó ông bà cho chú ơi quy lô của cái hết trời cảm ơn ông bà cô chú để xem và hẹn lại chú ông bà cô chú năm nay vui vẻ học sách bình an an phương thân nhượng.